Rồi, xin chào các bạn. Ở video trước thì chúng ta đã làm số ảnh bia sản phẩm. Hôm nay video thứ ba này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về thông số của sản phẩm. Bạn có cái ý tưởng nào khác thì có thể triển khai nhé, hoặc là có thể làm theo cái mẫu của mình bằng các cái hình đơn giản thôi. Vẽ các cái ô vuông đơn giản là mình đã có một cái thông số sản phẩm rồi. Đây, đầu tiên là mình cái bài kẻ khung thì các bạn biết rồi đúng không? Mình cũng vẽ một số cái thông số sản phẩm đây, là một ô vuông. Đó. Shop. Bỏ đi. Sẽ đổ cho nó cái màu xanh. Sẽ làm đẹp lại bên đây. Mình định trang trí nó ở những khu vực này thôi. Chắc tầm này cũng hợp lý đấy. Mình sẽ làm 6 cái mục hướng dẫn ở đây. Sản phẩm thì mình sẽ cho lên khu vực này. Căn mặt này lên đi, thì nó nhiều màu. Các bạn làm quen các công cụ này thì nhìn là biết đấy nhé. Nhìn mình làm một vài lần là quen mà. Đây mình kẻ 6 cái ô đây. Sáu cái ô màu xanh. Mười. Ba. Bốn.
gì nữa này? Đấy, mình sẽ làm cái ô này, mình điền thông tin vào đây nhá. Để cho nhạt cái này một tí, nhìn cho nó khác khác kiểu. Ok, mình có 6 cái mục này để điền thông tin sản phẩm lên. Đấy, bên dưới này sẽ mình sẽ trang trí cái ba cái mục vào đây. Thiết kế ví dụ như thế đó. Đấy, có 3 cái này. Mình đổ gradient cho nó. Ok. Đấy, mình đã có cái bảng màu rồi. Đã thêm một cái hình tam giác này vị trí ở đây. Tùy các bạn đặt vị trí nhé, đặt ngẫu nhiên thôi. Giờ mình sẽ viết chữ lên trên đây. Trên đây mình sẽ ghi là thông số sản phẩm này. Đây.
Trên đây cũng có tên này, thương hiệu rồi chất liệu rồi trọng lượng này, kích thước này, màu sắc nhé. Và mình đây nhận ví dụ luôn. Tên này. Cho chữ thương thôi. Tên này. Trọng lượng. Tên là thương hiệu chứ nhỉ? Tên là thương hiệu. Người bé à? Hai hai. Hôm nay 22 thôi. Ok. Xong rồi chất liệu này. Chất liệu này. Trọng lượng này. Trọng lượng, kích thước, màu sắc đúng không nhỉ? Trọng lượng, kích thước này. Màu sắc. Okay. Tên thì mình sẽ tên mô bảy mặt được 100% cô tông. Tự nhiên. Sóng lượng 70 gram. Nhưng mình đã 7 chiếc. Năm mươi nhân 50 cm. Mười hai màu. Đấy, như thế là tôi có một bảng thông số sản phẩm thôi.
Đây, đây đi cho nó. Vậy nè. Thấm. Độ mềm. Các bạn cầm ra đây có thể là dài thì mỏng này. Vừa dài siêu tay độ thấm thì ít. Biết nè. Vừa này. Cao. Cao rất cao. Đấy, như này là các bạn đã có một bảng thông số sản phẩm rồi. Đen này đi cho nó dễ nhìn. Đó. Dễ nhìn hơn đấy.
Các bạn đã có một cái bảng thông số sản phẩm rồi. Xuất file thôi. Thông số sản phẩm. Đây, thông số sản phẩm đây. Ok đấy chứ nhỉ. Rồi xin chào các bạn nhé.